Chào em, nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái việc đó là việc cân bằng phương trình ngôi sao A khử siêu tốc. Ở đây trước khi muốn cân bằng phương trình có nhiều bạn là cân bằng phương trình ngôi sao A khử mất rất nhiều thời gian, 2 phút, 3 phút, 4 phút đến 5 phút, có nhiều bạn còn không biết cân bằng. Nay thầy sẽ giúp cho chúng ta cái cân bằng về phương trình ngôi sao A khử trở nên nó dễ dàng hơn. Được chưa? Và muốn để trở nên dễ dàng hơn thì như các em biết, khi cân bằng phương trình ngôi sao A khử, điều yêu cầu đầu tiên của chúng ta là phải xác định được số siêu hóa chính xác nhất, nhanh nhất, được chưa, và tốc độ nhất. Vì vậy nên là khi muốn cân bằng phương trình ngôi sao A khử nhanh thì việc đi mà xác định số siêu hóa là việc mà không thể tránh khỏi. Vậy ngày hôm nay đầu tiên thầy sẽ đi hướng dẫn chúng ta cái phương pháp xác định số oxy hóa. Ở đây phương pháp xác định số siêu hóa thì chúng ta cần quan tâm như sau, đó là trong tất cả các cái chất mà chúng ta quan tâm ấy thì nó tồn tại gồm có 3 cái thể loại. Thứ nhất là đơn chất, thứ hai là hợp chất, thứ ba là ion. Và chúng ta đi xét đầu tiên, đấy là số oxy hóa. Anh thứ nhất là anh đơn chất. Thế trước hết các em phải hiểu được cái định nghĩa đơn chất là gì. Đơn chất là một chất là chất. Đơn chất rất nhiều bạn đã nêu định nghĩa cho thầy đó là một chất. Sai nhé. Đơn chất là chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố, nhớ chưa? Đơn chất là chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố, và ta sẽ luôn luôn có số oxy hóa của đơn chất luôn luôn bằng không. Ví dụ này, ví dụ các đơn chất chúng ta thường gặp này, natri, đơn chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố này, hiđro, đơn chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố này, oxy tương tự này, O3, được chưa, vân vân. Và theo định nghĩa này thì đơn chất thì số xóa luôn luôn bằng 0. Vậy ta sẽ có số xóa của natri 0, số xóa của hiđro 0, oxy 0 và O3 0, ozon 0. Dễ chưa? Vậy sau này chúng ta cứ nhìn thấy đơn chất thì chúng ta sẽ có số xóa nó bằng 0. Thứ hai, ta sẽ đến hợp chất. Anh hợp chất này, hợp là nhiều, chất là chất rồi, rõ ràng hợp chất là chất được tạo bởi từ hai nguyên tố trở lên, được chưa? Vậy ta sẽ luôn luôn có này, bước 1 này, số oxy hóa, tổng số oxy hóa của tất cả các nguyên tử ở trong hợp chất, tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong hợp chất luôn luôn bằng 0. Tổng số xóa của tất cả các nguyên tử trong hợp chất luôn là không. Ví dụ, thầy sẽ có các hợp chất như H2O, HNO3, H2SO4, vân vân. Thì ta luôn luôn có này, tổng số xóa của H2O bằng 0. Được chưa? Tổng số xóa của các nguyên tử trong HNO3 bằng 0. Tổng số xóa các nguyên tử trong H24 bằng 0. Đấy, rất dễ. Có nghĩa là cả cụm số xóa của hiđro nhân 2 cộng số xóa oxy bằng 0. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Thế nhưng mà trong những cái bài tập của chúng ta thì thường chúng ta phải đi xét số oxy hóa của các nguyên tử, của các nguyên tố, chứ không phải là chỉ đi xét số xóa của cả một phân tử thì rất là khó. Vì vậy ta sẽ có một số cái tiên đề như sau. Tiên đề đó là số oxy hóa của hiđro, chú ý là trong hợp chất, thì luôn luôn bằng dương 1. Số xóa của hiđro trong hợp chất thì luôn luôn bằng dương 1. Chúng ta chú ý một chút, đó là trừ một số trường hợp đặc biệt, đó là trong các hợp chất hiđro, trừ trong hợp chất hiđro. Rất may mắn với các em, đó là trong cái hợp chất hiđro này chúng ta đã được giảm tải. Thầy chỉ nhắc lại đây chúng ta nhớ rồi, hợp chất hiđro là hợp chất của kim loại với hiđro. Thì lúc này số oxy hóa của hiđro không phải là cộng 1 nữa, mà lúc này số xóa của hiđro sẽ là trừ 1, natri sẽ là cộng 1. Tương tự đây là trừ 1 thì đây là dương 2. Nhưng mà chỗ này thì chỉ mở ngoặc ra thôi, còn lại trong tất cả các hợp chất thì đa số tất cả các hợp chất số xóa của hiđro luôn luôn là cộng 1. Rất dễ. Rồi chúng ta sang tiếp tục
Mới chỉ xác định muốn hero thôi thì không được. Ta còn cái thứ hai nữa, tiên đề thứ hai. Trong hợp chất số siêu hóa của oxy bằng trừ 2 trong hầu hết các hợp chất, vẫn có trường hợp đặc biệt, đó là trừ OF2 và trừ các peroxid. Peroxid trong chương trình các em học là peroxid đầu tiên là H2O2. Còn các peroxid khác thì học ở chương trình bản đường cao, ví dụ Na2O2 thì chúng ta không cần quan tâm nữa bởi vì nó được giảm đại rồi. Hôm nay không thi nữa thì chúng ta không quan tâm nữa. Trong OF2 ta sẽ luôn luôn có số xóa của fluor là -1, oxy sẽ là -2. Tương tự đây thì thằng H2O2 chúng ta xác định như này nhé. Thầy sắp xếp đúng theo cái thứ tự ưu tiên. Anh xếp đầu tiên là ưu tiên cao nhất, xếp thứ nhì là ưu tiên thứ hai, xếp thứ ba là ưu tiên thứ ba. Vậy ở đây ta sẽ có này, hero ở đây ta sẽ có là số oxy hóa luôn luôn là -1. Vậy oxy sẽ tương tự sẽ số xóa -1. Được chưa? Vậy dựa vào hai tiền đề này, chúng ta sẽ đi xác định số xóa. Hero luôn -1. Để cho tổng số xóa bằng 0 thì sẽ có -1 nhân 2 bằng 2. 2 cộng một số nào đó bằng 0. Chúng ta lập theo cái thể thức đó là số đối. 2 cộng với một số bằng 0 suy ra oxy phải bằng -2. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ xác định cái thằng HNO3 này bên trên, chúng ta dễ nhìn hơn nhé. Hero thì luôn luôn là -1. Cộng 1, sorry các em. Oxy luôn luôn là -2. Nitơ ta chưa biết, ta đặt nó là dương A. Đặt là A đi. Thầy sẽ B này lên trên này, Y này cho chúng ta nhìn rõ. Vậy ta sẽ có này, 1 này, dương 1, hệ số hero là 1. Vậy là dương 1 nhân 1 cộng với A nhân 1 cộng với lại -2 nhân 3 bằng 0. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được A bằng dương 5. Đây là cách làm chậm. Làm chậm thì chúng ta hiểu. Còn làm nhanh thì sao? Thầy lại sử dụng thuật toán, đó là thuật toán số đối. -2 nhân 3 bằng -6, -6 cộng 1 bằng -5. -5 để mà cộng bằng 0 thì chắc chắn nó phải là số đối -5 bằng 5. Vậy đây sẽ bằng dương 5. Rất dễ. Vì tương tự thầy cũng sử dụng thuật toán số đối với anh này. Dương 1 nhân 2 bằng dương 2. Dương 2 cộng với lại 4 nhân với lại -2 bằng dương bằng -6. -6 đối với -6 bằng -6. Rất dễ, đúng không? Hoàn toàn dễ dàng. Ngoài ra trong quá trình đi làm xác định số xóa của các chất khác, chúng ta cần nhớ thêm một số cái nguyên lý như sau. Ví dụ như là các kim loại nhóm 1, 2, 3 A thì luôn có số oxy hóa, luôn có số oxy hóa là lần lượt là -1, -2, -3. Tại sao lại có điều này? Tại vì các kim loại nhóm 1, 2, 3 thì số E lớp ngoài cùng của nó luôn luôn là, ví dụ nhóm 1 A, số E lớp ngoài cùng chỉ có 1 E thì nó chỉ có khả năng cho đi 1 E thôi, thì sẽ là số xóa -1. Tương tự như vậy với lại nhóm 2 A, nhóm 3 A. Thứ năm đó là trong mọi hợp chất số oxy hóa của fluor luôn là -1. Tại sao là như vậy? Chúng ta cứ coi như trong bảng tuần hoàn, anh fluor là anh có độ ẩm điện cao nhất bảng tuần hoàn bằng 3,98, có nghĩa là nhà vô địch của boxing. Đã là nhà vô địch rồi thì có ai đấm thắng nhà vô địch nữa không? Không, đúng không? Hay nói khác, thầy nói đơn giản này, fluor là nhà vô địch thì chỉ có fluor đi cướp E của anh khác, các anh khác không thể nào cướp E của nhà vô địch được. Được chưa? Vì vậy nên trong mọi hợp chất số xóa của fluor luôn luôn là -1. Đấy, qua đây là một số cái chỗ chú ý về trong hợp chất. Chúng ta còn cái cuối cùng nữa, đó là số oxy hóa trong ion. Ion số oxy hóa của ion thì chính bằng điện tích của ion đó
Và đây ta sẽ có là tổng số oxy hóa của ion chính bằng số xóa của ion. Tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong ion chính bằng điện tích của ion. Ví dụ như ion NO3 trừ, vậy ta sẽ có tổng số xóa của nitơ với ba oxy sẽ bằng trừ 1. Ở đây oxy chúng ta sẽ là bao nhiêu nhỉ? Trừ 2. Trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6. Trừ 6 cộng một số nào đó bằng trừ 1, nó là cộng với số nào? Dương năng. Đúng chưa? Đấy, rất là dễ nha. Hoàn toàn dễ dàng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, một số ví dụ xác định số xóa của một số nguyên tố. Rồi chúng ta sẽ đi vào thầy hướng dẫn chúng ta một số cái ví dụ để chúng ta làm cái việc số xóa này cho nó đơn giản, dễ dàng hơn nhá. Các bạn nên nhớ rằng là khi mà tất cả các bạn mà đang học thầy thì nên nhớ cách làm của thầy. Bước 1 là có cái ví dụ này, xác định số oxy hóa này của N2O này, NaNO3 này, KMNO4 này, C2H4 này, K2CO27 này và NH4 cộng. Thì các bạn nên thử dựa vào những cái kiến thức vừa nãy thầy giảng, chúng ta thử tự xác định theo cái cách hiểu của chúng ta, được chưa? Sau đó lát nữa có thể các em có thể dừng bài giảng này một chút, sau đó các em xác định xong ra nhé, sau đó các em bật lại để xem thầy chữa như thế nào, thầy làm nào. Bởi vì như các em biết là tên của thầy là Minh Myelin rồi, đúng chưa? Myelin có nghĩa là một cái hợp chất, chất này là chất béo bao quanh sợi neuron thần kinh. Và cái chất này nó chỉ được hình thành khi chúng ta sai. Và cái chất này có rất nhiều trong các thiên tài. Vì vậy nên là đấy, thầy đặt cái tên của thầy là Minh Myelin có nghĩa rằng là thầy sẽ giúp các em sai. Một cách giáo dục mới nhé, một cái cách giáo dục hoàn toàn mới từ thầy, đó là thầy cho phép các em sai. Các em cứ sai thoải mái, cứ sai đi, thầy cho phép mà, đã thầy ở đây rồi thì các em không phải sợ. Các em cứ nói ra cái cách hiểu của mình, cứ nói ra cái ý nghĩ của mình và sau đó so sánh với cách hiểu của thầy để thầy chỉnh lại cho chúng ta cái đường hướng đi thôi, được chưa? Và như vậy thì các em sẽ học cực kỳ tốt, học cực kỳ giỏi, được chưa? Thầy, các bạn nghe thầy thì làm nhá. Vậy đấy, bây giờ thầy đã giảng cho các em hiểu cái tên Minh Myelin nghĩa là gì rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái bài tập của chúng ta. Trong hợp chất oxy luôn luôn là trừ 2. Là tính nhẩm nhá. Trừ 2 chia 2 bằng trừ 1, đối của trừ 1 bằng dương 1, rất nhanh thôi. Tiếp tục này. Natri là kim loại nhóm 1A, vì viện anh này sẽ là cộng 1. Oxy trừ 2. Trừ 2 nhân 3 bằng trừ 6, trừ 6 cộng 1 bằng trừ 5, vậy đối nó sẽ là dương 5. Kali dương 1. Oxy trừ 2, trừ 2 nhân 4 bằng trừ 8, trừ 8 cộng 4 bằng dương 7, vậy đây sẽ bằng dương 7. Sorry nhá, trừ 2 thầy tính nhanh quá đấy, trừ 2 nhân 4 bằng trừ 8, trừ 8 cộng 1 bằng trừ 7, đối của trừ 7 bằng dương 7. Tương tự canxi dương 2, oxy trừ 2, trừ 2 nhân 4 bằng trừ 8, trừ 8 cộng 2 bằng trừ 6, đối của trừ 6 bằng dương 6. Oxy trừ 2, kali dương 1, trừ 2 nhân 7 bằng trừ 14, trừ 14 cộng 1 nhân 2 bằng trừ 12, trừ 12 chia 2 bằng trừ 6, đối trừ 6 bằng dương 6. Sang nitơ. Hiro luôn cộng 1, cộng 1 nhân 4 bằng cộng 4, cộng 4 cộng 1 số bằng cộng 1, vì vậy số này phải là trừ 3. Và qua đây, cái cách xác định số xóa này, thì sẽ cho chúng ta một số cái chú ý nhỏ nhỏ. Chú ý là nitơ trong gốc NO3 trừ, nitơ trong gốc NO3 trừ luôn luôn có số oxy hóa là dương 5. Nhớ nha, cứ nhìn thấy gốc NO3 trừ ta sẽ nhìn thấy nitơ dương 5 luôn. Tiếp tục là lưu huỳnh trong gốc SO42 trừ luôn luôn có số oxy hóa là dương 6. Đấy, hai cái anh này chúng ta gặp nhiều nhất, đúng chưa? Tương tự như vậy chúng ta còn có những anh khác, ví dụ như là nitơ trong NH4 cộng sẽ luôn luôn có số oxy hóa là trừ 3. Đây là một số cái chú ý để mà chúng ta vào việc trong cái làm cân bằng phương trình oxy hóa khử, chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi bước vào cái chỗ phương trình oxy hóa khử sau khi chúng ta đã xác định được số xóa thật là chuẩn rồi. Nhưng mà khi mà thầy dạy xong nhé, các em muốn giỏi hơn nữa này, các em nhìn thấy tất cả mọi hợp chất, các em luôn luôn hãy tính nhanh cho thầy cái số xóa ở trong đầu
chúng ta. Và cái thứ hai nữa là như các em đã biết thì trong hợp chất thì hydro luôn dương 1, oxy luôn trừ 2, vì vậy nên thầy sẽ tránh không xác định hydro và oxy nữa. Để chưa, chúng ta cứ mặc định nó là như vậy đi. Được chưa? Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là phần cân bằng phương trình do khử, với kiểu đầu tiên là kiểu số 1.